Trên con tàu Nemo có một con quái vật khổng lồ, tuy rằng đã bị dây xích trói lại nhưng không có ai có thể chạm vào được người hắn, chỉ cần vẩy tay lính canh đã bay đi như cục bông gòn. Đúng lúc này một người đàn ông xuất hiện mới làm con quái vật bình tĩnh trở lại. Người đàn ông nói nếu muốn sống thì anh ta phải tham gia vào đội của ông, vì bọn họ đang thành lập một liên minh những người có siêu năng lực. Tất cả sẽ đi ngăn cản một âm mưu hủy diệt thế giới. Nghe tới đây, con quái vật ngay lập tức biến lại thành người và quyết định tham gia vào liên minh. Trong đội còn có cô gái ma cà rồng khát máu, thành viên khác thì có khả năng tàn hình, còn người khác lại sở hữu một thân thể bất tử và một thuyền trưởng có khả năng võ thuật siêu phàm. Vậy với những người này, liệu rằng họ có thể ngăn chặn được âm mưu kia không? Diễn biến thế nào thì hãy cùng Vua Phim tìm hiểu nhé. Câu chuyện bắt đầu năm 1899, cả châu Âu đang rơi vào thời kỳ xã hội không ổn định, các nước luôn trong tình trạng sẵn sàng cho một cuộc chiến. Bất ngờ một hôm có chiếc xe tăng bọc thép lao thẳng vào ngân hàng lớn nhất nước Anh, đi đến đâu là càn quét tới đó, cho đến trước kho dự trữ nó mới dừng lại, sau đó nhẹ nhàng phá tung cánh cửa. Nhưng lạ một cái là bọn chúng không hề lấy đi tiền bạc, mà một bản thiết kế bên trong mới chính là mục tiêu. Chính sự kiện đó đã làm rung động cả thế giới, bọn họ cho rằng quân Đức đã làm ra việc này. Bất ngờ hơn là không lâu sau đó kho quân sự Đức lại bị tấn công, làm các vũ khí đang nghiên cứu đều bị phá hủy. Sự kiện này làm thế giới cho rằng chính Anh làm ra để trả đũa, và một cuộc chiến giữa hai nước đã đến gần hơn bao giờ hết. Biết được điều này, quân Anh cử Reed đến Kenya, một vùng đất thuộc địa của Anh, để tìm Alan, một người lính bắn tỉa đã nghỉ hưu, và mong ông có thể quay lại dẫn dắt đội siêu anh hùng chuẩn bị cho cuộc chiến. Tuy vậy thì Alan đã thẳng thừng từ chối, vì trong những lần chinh chiến trước đó ông đã mất đi nhiều thứ, nhất là chứng kiến cậu con trai chết ngay trước mắt, nỗi đau đó đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên. Đúng lúc này một đoàn người lạ bước vào, trực tiếp rút súng với ý định giết chết Alan. Ai ngờ bọn chúng đã giết nhầm bạn của ông. Tuy rằng đã tuổi cao sức yếu, nhưng tài thiện xạ của Alan vẫn như tuổi đôi mươi. Rất nhanh cả đám sát thủ đã bị ông giết sạch, ngay cả một tên đã chạy đi xa nhưng vẫn không thể thoát được. Sau chuyện này Alan mới cảm nhận được mọi thứ vô cùng nghiêm trọng, và thế là ông đã quyết định tái xuất giang hồ. Rồi ông cùng Reed lên đường trở về London. Tại đây Alan được gặp người đứng đầu tổ chức tên là Em. Ông ta nói một kẻ tên là Phantom đang có âm mưu kích động chiến tranh, hắn sẽ cho đánh bom một cuộc họp của các lãnh đạo trên thế giới. Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn chiến tranh thế giới sẽ diễn ra. Vì vậy để ngăn chặn việc này, tổ chức mới thành lập một liên minh siêu anh hùng. Alan sẽ là người đội trưởng. Người đàn ông râu rậm này là một vị thuyền trưởng của con tàu Nemo. Tiếp theo là anh bạn tàn hình Rodney, rồi đến cô gái xinh đẹp Nina, nhưng thật ra cô là một nữ ma cà rồng khát máu. Còn có cả anh chàng bất tử Gray. Nhân vật cuối cùng trong đội là anh chàng hai, người ta còn gọi anh là Hook phiên bản lỗi. Mà thời gian từ nay đến hội nghị chỉ còn có 4 ngày, cả nhóm phải ngay lập tức hành động. Đi theo Alan còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi tên Tom. Khi ở trên con tàu Nemo, bọn họ có thể đến được nơi diễn ra hội nghị trước một ngày. Nó là con tàu nhanh nhất thế giới thời điểm hiện tại. Trên đường tới đấy thì lúc này mọi người vô cùng rảnh rỗi, anh Rodney thì cứ tàn hình đi vào phòng của Alan để trêu chọc. Điều đó làm ông vô cùng bực mình, vì thấy Tom cũng có khả năng bắn súng. Alan sau đó cũng chỉ dạy cho cậu luyện tập thêm. Còn cô làng Mina và Gray thì cũng đang luyện tập, nhưng là luyện tập đóng gạch. Ai ngờ đúng lúc này trên tàu lại xảy ra một chuyện, hai bị con quỷ trong cơ thể khống chế, ông không thể nào kiểm soát được nó. Đúng lúc hai mở hộp thuốc của mình ra thì phát hiện một lọ thuốc biến hình đã biến mất. Điều này làm cho bọn họ nghĩ rằng trong nhóm có kẻ phản bội, mà mọi sự nghi ngờ đều được đổ dồn lên anh chàng Rodney, vì khi này không ai thấy anh ta đâu. Tuy vậy thì bọn họ vẫn phải gác chuyện đó sang một bên, bởi vì con tàu Nemo đã tới được Venice, nó thuận theo dòng nước tiến vào bên trong thành phố. Nhiệm vụ cấp thiết khi này là phải tìm ra số bom mà Phantom đã đặt, mà thành phố này được bao phủ bởi nước, rất có thể số bom được cài ở dưới lòng sông. Vừa khi cập bến, thuyền trưởng lệnh cho thuộc hạ mặc đồ bảo hộ cùng nhau đồng loạt nạn xuống dưới tìm kiếm. Ai ngờ bọn hạ vẫn chậm một bước, số bom đã hoàn toàn phát nổ, cả thành phố bắt đầu đổ sụp, mà các tòa nhà lại được nối liền với nhau như một sợi xích. Bây giờ muốn ngăn chặn chỉ có cách phá hủy một ngôi nhà đằng trước để chặt đứt sợi xích đó. Ngay lập tức cả nhóm lên xe hành động, nhưng không ngờ Phantom đã cho người mai phục trước ở đây, làm người bất tử phải nhảy xuống cầm chân. Thấy không ổn, Mina cũng hóa rơi tham chiến. Cứ thế từng tên địch bị cô hút sạch máu, thuận lợi mở đường cho Alan và Tom tiến lên. Phía trong con tàu, thuyền trưởng cũng cho tên lửa chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này Alan phát hiện ra tung tích của Phantom, ông ngay lập tức nhảy xuống xe ngăn chặn hắn ta, còn nhiệm vụ để một mình Tom xử lý. Nhưng cậu cũng không làm ông thất vọng, cuối cùng cũng đến được chỗ để bắn tên lửa. Tom ngay lập tức bắn pháo sáng ra tín hiệu cho thuyền trưởng. Rất nhanh tên lửa của tàu Nemo đã đánh sập được tòa nhà phía trước, qua đó thành công ngăn chặn được sự sụp đổ của thành phố. Phía khác Alan lại đang đi tìm kiếm Phantom, không lâu sau ông đã tìm thấy hắn tại một khu bỏ hoang. Sau một hồi đụng độ thì Alan đã đánh bay được mặt lạ của hắn. Lúc này ông mới ngã ngửa khi biết Phantom lại chính là người có tên Em đã lập ra tổ chức. Nhân
cơ hội Alan đang đứng hình hắn đã bỏ chạy, mà trên thuyền Nemo người bất tử đã về tới nơi. Đột nhiên hắn rút súng giết chết một nhân viên trên tàu, thì ra hắn mới thực sự là kẻ phản bội. Đến khi mọi người quay trở về thì đột nhiên thấy chiếc thuyền cứu hộ được mở ra, bên trong chính là Gray đang khiêu khích bọn họ. Sau đó hắn ta cứ thế rời đi trước mắt tất cả mọi người. Đúng lúc này một nhân viên đưa cho thuyền trưởng một chiếc đĩa phim, khi mở nó bất ngờ lại là Phantom và Gray. Bọn chúng đã thông đồng với nhau từ trước để Gray xâm nhập vào nhóm bọn họ và lấy đi nước biến hình của hai, rồi máu của Mina, da của người tàn hình, sơ đồ chế tạo của con tàu Nemo. Có được tất cả những thứ này, Phantom sẽ tạo ra một đội quân hùng mạnh, từ đó dễ dàng làm bá chủ thế giới. Rồi hắn nói chiếc đĩa bọn họ đang xem chính là điều khiển để kích hoạt quả bom trên tàu. Thấy vậy thuyền trưởng liền đập nát chiếc đĩa, nhưng tất cả đã quá muộn, quả bom đó đã phát nổ, làm nước bên ngoài không ngừng chảy vào trong, con tàu cũng theo đó mà chìm xuống. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hai hóa khổng lồ, sau đó thành công mở van thoát nước, làm con tàu cuối cùng cũng nổi lên. Nhưng lúc này để đuổi theo tên phản bội Gray là không thể. Đột nhiên họ nhận được một tín hiệu, thì ra đó là người tàn hình. Hiện giờ anh đang bám theo tên Gray và Phantom, chỉ cần họ đi theo tín hiệu của anh để lại thì sẽ tìm được hắn. Theo tín hiệu đó, rất nhanh bọn họ đã tìm được căn cứ của bọn chúng. Nó nằm bí mật trong một dãy núi hiểm trở tại Bắc Cực. Ở đây họ cũng gặp được người tàn hình. Cả nhóm lúc này mới lên kế hoạch tác chiến. Theo như người tàn hình biết thì tất cả bên trong căn cứ kia đã biến thành xưởng chế tạo vũ khí, xe tăng thì nhiều vô số kể, thậm chí còn có cả một đội quân người sắt. Tồi tệ hơn là bọn chúng đang chế tạo một loạt tàu Nemo phiên bản pha ke, rồi còn có cả các nhà khoa học bị ép làm việc ngày đêm với mục đích tạo ra những người siêu năng lực giống như bọn họ. Vì vậy bọn họ phải nhanh chóng phá hủy cứ điểm này, nhưng làm sao để vào được bên trong mà không bị phát hiện mới là cái khó. Lúc này họ chỉ có thể chia nhau ra hành động, thuyền trưởng và hai sẽ giải cứu các nhà khoa học bị bắt, còn Mina sẽ đi xử lý tên Gray. Vì lúc này cô vẫn cay hắn ta, người tàn hình sẽ có nhiệm vụ đột nhập và đặt bom. Cuối cùng là Tom và Alan thì cùng nhau đi tìm tên Phantom. Sau đó bọn họ bắt đầu hành động, người tàn hình lợi dụng ưu thế dễ dàng hạ gục lính canh, đồng thời Mina cũng hóa rơi mà xâm nhập vào bên trong. Mà lúc này Gray và Phantom vẫn chưa biết chuyện gì, bọn chúng vẫn ung dung tự đắc vì kế hoạch sắp thành công. Nhưng đám người Alan đã thành công vào được bên trong căn cứ, người tàn hình cũng bắt đầu đi đặt bom khắp nơi, thuyền trưởng cũng đã bắt đầu đi giải cứu mọi người. Nhưng không may sau đó bọn họ đã bị phát hiện, cả hai bên điên cuồng xả súng. Tuy vậy với hỏa lực mạnh hơn kẻ địch nhanh chóng chiếm thế thượng phong, làm hai phải ra tay giải quyết, qua đó thuận lợi để thuyền trưởng thoát khỏi vòng vây và đi cứu những nhà khoa học bên dưới. Còn Mina thì đã xâm nhập vào được phòng của tên phản bội, lần này nợ cũ nợ mới, cô quyết trả một thể. Tuy vậy thì để đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ. Sau một hồi giao chiến, cả hai không thể nào phân được thắng bại vì bọn họ đều có khả năng hồi phục thần tốc. Đúng lúc này Mina nhặt lấy bức tranh của người bất tử, mà chính bức tranh đó là một lời nguyền để tiêu diệt anh ta. Quả nhiên khi hắn nhìn vào bức tranh đó thì liền tan biến thành tro bụi. Phía khác thì Alan và Tom cũng đã tìm được đến phòng của Phantom, nhưng nhân lúc hai người đang mất cảnh giác hắn đã bỏ chạy, làm bọn họ phải ngay lập tức đuổi theo. Đúng lúc này một tên người tàn hình nhân bản xuất hiện, hắn liên tiếp tấn công Tom. Với tài bắn súng của mình thì anh cũng rất nhanh đẩy lùi được hắn. Tuy vậy thì lại có một tên người sắt đi ra, hắn liên tiếp phun lửa để tấn công. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì người tàn hình đến kịp giải vây, nhưng sau đó người tàn hình cũng bị bỏng nặng, mà tên tàn hình pha ke khi này lại xuất hiện, hắn bắt và không chế lấy Tom. Còn phía khác hai cũng đụng độ một tên, hắn lấy một lọ nước biến hình mà uống sạch, rất nhanh cơ thể hắn đã biến thành khổng lồ, thậm chí còn to hơn hai gấp mấy lần. Đây thực sự là một cuộc chiến không hề cân sức, rất nhanh hai đã bị rơi vào thế yếu. Thuyền trưởng thấy vậy cũng chạy đến giúp sức, nhưng chỉ một cái vẩy tay đã khiến ông bay xa cả trăm mét, làm hai người chỉ biết trốn chạy vì khi này thuốc biến hình của hai đã hết tác dụng. Đúng lúc này quả bom mà người tàn hình đặt đã phát nổ, làm cả khu căn cứ đổ sập. Hai và thuyền trưởng thì may mắn thoát được ra ngoài, còn tên khổng nổ kia đã bị chôn vùi. Phía khác thì Alan cũng đã đuổi được tên Phantom, ai ngờ tên người tàn hình lại mang Tom ra để uy hiếp, nhưng Alan rất quyết đoán bắn một viên đạn hạ gục tên đó. Tuy vậy thì tên Phantom đã nhân cơ hội tặng ông một dao rồi bỏ chạy. Nhìn thấy đối phương đã chạy xa, Tom vội cầm lấy khẩu súng, cùng với sự chỉ dẫn của Alan, Tom dùng một viên đạn sóc lọ bắn chết Phantom từ khoảng cách 1 cây số. Nhưng khi quay lại thì Alan đã chết vì mất máu quá nhiều. Sau đó cả nhóm đưa ông về Kenya chôn cất. Cùng lúc đó một pháp sư liên tục niệm chú, ngôi mộ của Alan cũng bất ngờ rung lắc dữ dội. Liệu rằng đây có phải là một pha đội mồ sống dậy của ông? Phim đến đây cũng hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye.